Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc các bạn có ngày mới thật là vui vẻ. Và sắp đến Tết rồi, những người nào mà chưa biết mình nên mua sắm những gì thì các bạn hãy xem clip của mình nha. Ok, let's go. Hôm nay mình mới nhận hàng ở trên Shopee mọi người ạ. Đấy, đây là chiếc bill hàng của mình. Đây, trong này mình mua một đôi giày. Đôi giày á. Bây giờ mình sẽ mở hàng ra xem có những gì nhá. Thực ra mình đã kiểm hàng rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra mọi người xem đôi giày của mình. Đó. Đấy, mọi người sẽ xem. Đây là đôi giày. Mọi người thấy không? Hãng Balenciaga. Đấy. Giờ mình sẽ mở ra xem nhá. Mọi người có thể xem cận cảnh luôn. Wow, hồi hộp quá. Đấy. Đây mình đôi giày. Có cả giấy tờ đây này. Toàn chữ Trung Quốc. Đó, giấy tờ. Các kiểu đây. Ok, mình sẽ để bên này sau. Mình sẽ xem đôi giày này như thế nào nhá. Wow. Cũng khá là xịn sò đấy, đẹp đấy. Phân tông các kiểu này mọi người. Đấy. Đó là hãng Balen size 40. Đó. Mình đi size 40 nha. Chip S luôn. Ok mọi người ạ. Đấy. Đây là chiếc Balen. Hai đôi này rất là nặng. Mình nghĩ là chắc hai đôi này là tầm khoảng 1,5 cân. Đó. Mình sờ mình chưa cân nhưng mà mình thấy là rất là nặng. Đấy. Có cả túi lăn. Người có thể xem cận cảnh đôi giày này, phân tòng rõ ràng. Một tòng hay ba tòng luôn. Đó. Mình mua trên Shopee nha mọi người nha. Giao hàng rất là nhanh, 3 ngày. Đó, đế này, mình xem đế. Chứ Balen mình không biết gì đi chạy thế nào nhưng mà bên lưỡi gà của nó cũng cao nhá này nhá. Bên trong này có số này, mọi người thấy không, có Balen này, hãng của nó. Ok, giờ mình đi thử xem có ok không nhá mọi người nhá. Dây này chắc hơi chật. Test luôn. Hàng mới về rất là hồi hộp. Không có tấp. Thôi đi luôn. Đó. Vừa luôn. Quần hơi bận liêng ngồi trên này. Đấy. Đó. Khá là xịn sò. Nếu mà các bạn nào có thể đánh giá dưới video xem giày này như thế nào được không ạ? Rất là chắc đi ấy. Nhưng mà rất là nặng. Đây. Mình cho các bạn xem này, cận cảnh này. Đấy. Đây này. Bên trong có rất mắc hẳn hoi. Mình đi size 40 nhá. Nếu mà các bạn nào mà thường thường đi giày size 41 thì các bạn lùi lại một size nếu mà đi Balen đấy. Còn các bạn nào mà đi size 42 thì lùi lại 41 nhá. Đó. Thì theo kinh nghiệm mình như thế thôi. Đó, đây là da nó. Hello, hello, do you need me? Before
Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem clip của mình. Nếu mà các bạn nào muốn mua một đôi giày gì, các bạn lên Shopee, các bạn có thể mua, các bạn có thể xem shop có uy tín không, có đánh giá 5 sao hay bình luận không nha. Các bạn có thể mua đôi giày để lựa chọn đi chơi Tết. Mọi người có nghe tiếng karaoke không? Do tiếng ồn, mọi người thông cảm nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye.